Vâng, xin chào các bạn quý vị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta phục hồi những cái đèn led mà đã bị hỏng. Các bạn có các loại đèn led mà chúng ta sử dụng trong nhà, khi mà nó bị cháy thì các bạn đừng vội vứt đi mà hãy làm theo mình để chúng ta vừa bảo vệ môi trường mà vừa tiết kiệm được một khoản chi phí nhỏ nhỏ cho gia đình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào video. Trên tay mình đây là một bóng led dạng đông 20W. Bây giờ thì mình sẽ cắm điện thử cho mọi người xem. Led này trị giá khoảng 90.000 đồng nếu như chúng ta mua hàng mới. Như mọi người đang thấy thì hiện tại bóng đèn nó đang không sáng nhá. Đèn này đã cháy rồi. Đèn cháy rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là phục chế cái đèn này. Mình sẽ đánh dấu vào đây nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rút điện. Sau đó thì mình sẽ mở nắp của bóng ra. Các bạn dùng một cái bút điện hoặc một tua vít trừ, nó có thể cạy được cái phần nắp của bóng ra. Lưu ý là chúng ta không nên cạy cái phần led trong này ra nhé, vì nó là tiếp giáp với cái nhôm tản nhiệt bên trong nữa. Đây các bạn để ý cho mình, cái bóng led của mình ý, hiện tại thì nó đang bị cháy mất 2 led. Đối với loại bóng led 20W này thì nó sẽ có 30 bóng nối tiếp nhau. Thì đây, con này chính là cái con led bị cháy đây. Đây nhá, các bạn nhìn kỹ coi cái bóng led mà có cái chấm đen ở giữa này này. Đây là cái bóng led đã cháy. Và bên này cũng vậy. Phía bên này cũng bị cháy một bóng. Thì theo nguyên lý là mạch nối tiếp nhau, thì các đèn led ở trong cái đèn led này sẽ được mắc nối tiếp nhau, một đầu cộng và một đầu trừ. Mỗi đèn led thì ăn điện vào khoảng 5V, mình nhớ không nhầm là 5V thì phải. Thì nó sẽ chia ra làm hai mạch, mỗi mạch là 15 đèn led. Chỉ cần một con hỏng là cả một cái dây led này sẽ không sáng. Đấy. Cái con led này nó nguyên lý hoạt động của nó là giống như một con diode vậy, diode phát sáng. Thì các bạn chỉ cần thay cái con đèn led mà bị cháy này bằng cái con đèn led không cháy là xong. Nhưng cái con led này nó được dán bằng nó được hàn bởi robot ấy, nó rất là tinh xảo. Thiết bị của mình thì không thể làm được như vậy. Mình chỉ có cái mỏ hàn xung thôi. Nên thì bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn của mình đấu trực tiếp cái cực âm và cực dương của cái con đèn led bị cháy nhé. Các bạn cứ tìm các con led bị cháy, các bạn hàn cái đầu dương và đầu âm vào nhau. Mình sẽ mở thử một con đèn khác cho mọi người xem nhé. Hầu như cái đèn led đều bị tình trạng tương tự. Nếu như nó bị cháy khoảng 2 led thì chúng ta nên sửa, còn nếu mà khoảng 4 led thì thôi bỏ đi. Ví dụ như con đèn led này thì mọi người nhìn thấy đi, đây chính là con led đang bị cháy có chấm đen đây. Rồi quay lại với cái bóng đèn led của chúng ta, cái đèn led mà mình đã đánh dấu xanh ở đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hàn. Cái mỏ hàn xung này mọi người mua khoảng 90-120.000 thôi nhé, nó rất là rẻ. Thêm một ít nhựa thông và tiết hàn nữa là chúng ta có thể làm được. Nếu như có máy hàn khó thì chúng ta có thể thay được đèn led. Như vậy thì bóng led của chúng ta sẽ đạt hiệu suất 100%. Còn ở đây mình phục chế thì nó sẽ bị mất khoảng 1-2 led gì đấy, ít nhất là 2 led. Thì hiệu suất sẽ không đạt 100% nữa. Nhưng mà chúng ta tái chế mà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàn nối vào nhau nhé. Mình đã hàn xong một chân led bị cháy. Bây giờ mình sẽ hàn cái đầu dây đồng vào cái chân led còn lại. Mục đích của việc làm này tức là để cho điện áp nó sẽ chạy qua cái bóng led bị cháy. Bởi vì sao? Cái mạch điện dành cho cái đèn led này nó rất là thông minh. Nó sẽ biến thiên cái điện áp đầu ra. Đấy, bao nhiêu led thì cái điện áp nó sẽ thay đổi bấy nhiêu. Cho nên các bạn giảm đi 2-3 led chăng nữa thì mạch nó vẫn chạy bình thường và đèn vẫn sáng bình thường, không hề cháy led nhé. Cho nên các bạn cứ nghe mình đấu tắt cho mình. Hoặc nếu mà các bạn có điều kiện, các bạn có mỏ hàn chuyên dụng thì chúng ta có thể thay được bóng led. Tức là dồn 2-3 cái đèn led vào, rồi thì chúng ta sẽ tái sử dụng từ 3 cái đèn led biến thành 2 cái đèn led. Còn hơn là chúng ta vứt đi. Đây hiện tại thì mình đã hàn xong rồi nhá. Đấy, các bạn cứ hàn chập cực âm và cực dương của cái bóng led bị cháy cho mình. Con led này cũng vậy, con led này mình cũng đã hàn chập rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm điện thử. Các bạn đã thấy đâu,
Như vậy là cái bóng LED dường như bỏ đi của mình, nó đã sáng được. Nhưng mà cái bóng này thì nó hơi tệ một chút, nó chỉ sáng được 45% thôi. Còn một lửa dãy LED thì là nó không sáng được. Như vậy thì mình có thể tận dụng được cái bóng này từ 20W trở thành bóng 10W, cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Còn tùy vào cái số lượng, cái mức độ hư hại của bóng LED mà chúng ta có thể phục hồi được. Nhưng mà với cái trình độ mà không chuyên sâu ấy, thì các bạn có thể sửa được như thế này là tốt lắm rồi. Ở đây thì cái bóng LED của mình nó bị hỏng mạch cho nên nó chỉ sáng được một lửa phần LED thôi. Còn đối với các bóng LED khác thì có thể là nó sẽ không như vậy. Ở đây các cái bóng mình sửa, thường thì mình hay sửa các bóng ấy thì thi thoảng sẽ có bóng nó sẽ hỏng mạch và sẽ không thể sáng được. Có một số loại LED thì nó sẽ cho chúng ta thay thế mạch, nhưng con này thì mạch nó liền cho nên chúng ta không thể nhấc mạch ra được. Đối với một số LED của bọn Trung Quốc ấy, thì là cái mạch nó sẽ riêng. Đấy, cái loại đấy thì sẽ dễ sửa hơn nhé. Còn cái loại này thì khó sửa hơn một chút, nhưng mà thôi, khắc phục, được từ nào thì khắc phục. Rồi, clip của mình đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng là clip của mình giúp ích được đến mọi người.